Hello anh em, mình là Kim Botun. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chém gió với một số với anh em về cái vấn đề như này. Thì cái clip này mình sẽ đặt tên là clip bị ăn gạch nhiều nhất. Đó. Thì ở cái clip này thì mình sẽ giải thích cho một số anh em mà có xem cái clip là độ tay ga lên ga nổ máy và chi tiết. Đó, mình sẽ giải thích cho những anh em nào mà đã gạch đá bên mình. Ok, thì ở cái phần này thì mình sẽ có hai clip liên kết với nhau anh em nhé. Thì có một số anh em là có xem những cái clip này mà lại không xem cái clip này, thì có gạch đá khá là nhiều, có một số anh em còn nói nọ nói kia, thì cái đấy là mình không thể trách anh em được đó, vì người ta chưa hiểu. Nhưng có một số anh em là cũng đã hiểu ra vấn đề và cũng tương tác lại, thì ok, xin chân thành cảm ơn anh em. Và cái số lượt xem ở cái clip này thì nó lại nhiều hơn cái clip này anh em nhé, là 29.223 lượt xem. Còn cái clip là độ lên ga nổ máy cho xe quay ở đây thì là chỉ có 14.962 lượt xem. Ok, thì bây giờ là mình sẽ kích luôn vào cái clip này. Ok, thì mình giờ là mình sẽ tạm dừng lại cái clip này đã. Đó, thì đây là cái clip là độ tay ga lên ga nổ máy. Thì một số anh em là có gạch đá với mình một cái lý do rất là đơn giản như này. Cái clip này là mình chỉ hướng dẫn anh em cái cách mà tự độ chế cái tay ga, cái cùm tay ga đó anh em, tại nhà. Đó, cái cách mà làm như thế nào để cho cái tay ga thì của mình có thể là kéo ga để có thể là nổ máy. Đó, thì một số anh em là có nói là làm những cái như thế này ấy, nó sẽ gây nguy hiểm cho người khác, rồi là gây nguy hiểm cho trẻ con nọ kia. Thì bây giờ mình cũng xin nhấn mạnh với anh em như này này, nguy hiểm hay không ấy, do chính các bạn. Đó, mình cũng khẳng định luôn là nó nguy hiểm. Ví dụ như thế này, ở trường hợp ở gần cửa hàng mình luôn, có một anh đi con xe Ablade của hãng Honda luôn. Con xe Ablade của hãng Honda thì nó cũng có cái chức năng là Indie Stop, thì nó cũng là kéo ga nổ máy và xe nó chạy đi. Thì anh ấy cũng chỉ là tình cờ thôi, đi đón con thì cũng không đạt chân trống mà cái xe nó đã dừng 3 giây là nó tự động tắt máy. Thì cái đứa con nó tan trường, đứa con nó chỉ học mầm non thôi các bạn, mầm non lớp 4 tuổi. Đó, thì nó cũng chỉ là tình cờ nó trèo lên xe và nó trèo ở bên tay ga này mà nó vít ga một cái là cái xe nó lao đâm đổ 5-6 cái xe máy khác. Cũng rất may là cũng không ai làm sao cả, chính cái cháu bé nó không vấn đề gì, mà bố của cái cháu bé nó cũng không vấn đề gì. Đó, đây là cái hãng, một cái hãng lớn nó sản xuất ra một cái xe mà có cái chức năng là kéo ga nổ máy mà nó còn bị những cái tình trạng như thế. Đó, thì mình cũng nhấn mạnh luôn là cái xe của các bạn nó có bị cái tình trạng như mình vừa nêu trên hay không, nó là do các bạn chứ không phải là do cái độ chế này anh em nhé. Đó, đây là một cái lưu ý nữa. Ok, thì là ở bên mình đã có cái sản phẩm mình đưa ra là cái con Auto Start, là các bạn sẽ có thể là độ chế một cái tay ga như thế này và lắp lên xe của mình, thì các bạn lại phải dùng thêm một con Auto Start. Để làm gì? Là trên con Auto Start là mình đã có một cái công tắc, nếu như anh em đi quen rồi, anh em độ vào cái xe của anh em đi quen rồi thì anh em có thể dùng cái chức năng này. Còn nếu như trong trường hợp người lạ mượn xe của các bạn đó, thì bạn có thể là tắt cái công tắc ấy đi, thì cái xe của các bạn nó lại trở về cái trạng thái là zin bản bình thường, như không có gì xảy ra thì vẫn cứ đề nổ và chạy như bình thường. Đó, còn khi các bạn đi, hoặc là nếu như các bạn đi về mà nhà có trẻ nhỏ mà các bạn sợ nó kéo ga mà xe nó chồm lên trong lúc mà đang để số, đó, thì các bạn có thể tắt cái công tắc ấy đi. Đấy là trong cái trường hợp là mình đã thích mình độ cái bộ tay ga này rồi, là mình có thể làm như thế cho an toàn. Đó, thì mình cũng nhấn mạnh luôn với anh em là khi lắp cái cụ cùm kéo ga để nổ máy ở đây là phải có một con Auto Startup. Đó là gì? Là nguyên lý hoạt động của nó là khi anh em bật chìa khóa lên là máy chưa nổ, anh em chỉ cần kéo ga là cái máy nó nổ. Và cái máy nó nổ rồi, khi cái máy nó nổ thì nó sẽ có cái con đấy, nó sẽ tự động ngắt cái củ đề của các bạn đi, để tránh cho cái củ đề nó quay liên tục. Nhiều bạn thì cứ comment chửi với, nói mình gạch đá mình là bạn làm cái này nó chả có ý nghĩa gì. Khi kéo ga như thế là cái máy nó nổ rồi, khi cái máy nó nổ rồi thì cái củ đề nó quay suốt à. Mình cũng khẳng định luôn các bạn là cái củ đề ấy, nó quay một lúc là nó tự chết. Và cái bình ắc quy của các bạn cũng không đủ điện để cho cái củ đề nó quay liên tục như thế đâu.
Đó, thì mình làm cái clip này là hướng dẫn các anh em tự mình làm một cái cùm ga ở đây. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ kéo xuống cái mục mà comment ở bên dưới. Thì mình ở đây là cũng đã ghi là anh em chú ý làm tiêu cự độ giơ tay các thứ đó, kéo ga rồi nổ máy là nguy hiểm lắm. Đó là mình cũng đã có cái khuyến cáo. Đây là cách làm tay ga, làm xong anh em phải gắn thêm con auto start nữa nhé, không là củ đề quay suốt đó. Đó, anh em xem những cái clip thì anh em cũng phải nên xem những cái mục khuyến cáo ở bên dưới này đó, để tránh tình trạng này anh em hiểu nhầm. Ok, nhưng mà rất may ở đây là cái số lượt like lại nhiều hơn số dislike đây này anh em nhé. Đó, thì cái số người thích nhiều hơn là cái số người không thích. Ok, thì bây giờ là những cái phần comment bên dưới đây thì mình cũng không đọc ra, thì anh em nào có thể là mắt tinh là nhìn trên cái màn hình của mình ấy, cái chữ nó rất là bé thì mình cũng không tiện ra là của ai nói cả. Ok, đây là những cái comment gạch đá quá trời luôn anh em ạ. Đó, thì ở cái clip này mình cũng nhấn mạnh luôn là làm cái này xong rồi thì anh em sẽ gắn vào xe. Khi anh em gắn vào xe rồi thì nó sẽ là ra cái clip này. Ok, thì mình tìm xuống đã. Thì nó sẽ là ra cái clip này. Đấy, mình sẽ cho anh em xem lại một lần nữa. Mình vừa là vừa xem clip, mình vừa thuyết minh lại. Đây là cái đoạn đầu mình hướng dẫn anh em. Ok, thì mình tua đến đoạn này. Ok, đây là khi anh em bật chìa khóa, cái xe của các bạn chưa nổ và anh em kéo ga lên nó sẽ nổ. Ok, và khi anh em kéo ga lên nó sẽ nổ cái máy rồi thì nó sẽ ngắt cái củ đề. Đó, đây là nguyên lý hoạt động của cái cùm tay ga lên ga nổ máy ở đây. Đó. Thì anh em nào mà có thắc mắc về cái vấn đề này thì anh em có thể xem lại cái clip này. Và đây là cái con auto start do bên mình có phát triển. Đó. Thì khi anh em làm cái cùm tay ga ấy, thì anh em phải gắn thêm một cái con này. Để làm gì? Vì cái nguyên lý hoạt động của nó là khi cái động cơ của các bạn chưa nổ, nó sẽ đóng điện cho cái củ đề của các bạn làm việc khi các bạn bật chìa khóa. Và khi cái xe của các bạn động cơ đã nổ rồi thì nó sẽ tự động ngắt cái củ đề. Đó. Và trên chính cái xe của mình ấy thì mình lắp con này rất là lâu rồi. Và mình có cái cảm nhận về cái con này là cái con auto khởi động ở đây. Nếu như mình bật chìa khóa lên mà mình bấm đề thì cái động cơ của mình ấy nó không dễ nổ, và khi mình ngắt đề thì mình còn không ngắt đề nhanh bằng cái con này. Đó, còn khi cái xe của mình đã lắp cái con này và rồi mà mình đã bật cái công tắc để cho cái con này nó hoạt động theo cái kiểu là tự động ấy, thì bạn bật chìa khóa lên cái là máy đã nổ, và nó nổ rất là dễ nổ anh em nhé, và nó ngắt đề rất là nhanh, nó còn ngắt đề nhanh hơn là anh em có thể là bấm đề và bỏ tay ra nhả tay ra. Có khi là cái xe của các bạn nó đã nổ máy rồi nhưng có khi bạn còn chưa nhả tay ra, nhưng con này nó sẽ giải quyết vấn đề đấy, nó cực kỳ nhanh, máy chỉ cần nổ cái là nó đã ngắt đề đó, cho nên là nó rất là ok. Đó, thì cái qua cái clip này thì mình cũng chia sẻ với anh em để tránh cái tình trạng là anh em vẫn chưa hiểu về nguyên lý hoạt động của cái cùm tay ga lên ga nổ máy ở đây, thì anh em có gạch đá mình quá trời luôn. Thì cũng nhân tiện là cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn lại anh em cái cách mà để gắn cái cùm tay ga. Và nguyên lý hoạt động của cái cùm tay ga là phải gắn thêm con auto khởi động ở đây. Như bên mình có gọi là auto start ấy. Start thì dịch ra tiếng Việt cũng là con tự động khởi động xe đó. Đó. Thì đây là cái clip mà liên kết. Thì anh em nào mà có coi cái clip mà làm cái cùm tay ga ở đây thì cũng nên là coi lại cái clip này để tránh cái tình trạng là anh em gạch đá mình quá trời đó. Thì anh em chỉ cần kéo ga một cái là máy nó nổ. Khi cái máy nó nổ là nó sẽ ngắt máy. Ok. Đó, thì qua cái clip này thì hy vọng là anh em đã hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái cùm tay ga ở đây. Đó, còn nó nguy hiểm hay không ấy là chính là do anh em thôi. Nhà mình cũng có trẻ nhỏ nhưng không vấn đề gì. Đó. Ok chị ạ. Cái clip này thì mình không bị gạch đá này. Nhưng cái clip kia thì mình bị gạch đá quá trời luôn, bởi vì là mình cũng không thể trách anh em được, bởi vì là cái clip đấy thì trong cái clip này mình cũng không nhấn mạnh và mình cũng không chia sẻ.
Nhưng mình đã có cái khuyến cáo ở bên dưới clip, ở trong cái mục chú thích giải thích ở bên dưới cái mục comment ở dưới, thì anh em khi coi clip thì cũng nên chú ý và xem những cái mục comment ở bên dưới đó. Tất cả những cái clip bên mình đưa ra các cái clip này thì mình cũng đều có những cái mục comment ở bên dưới anh em nhé. Thì khi anh em xem ở cái kênh của mình cũng nên chú ý là xem ở mục bên dưới đó thì nó có những cái khuyến cáo như thế nào để cho nó hợp lý cho anh em, để tránh tình trạng là anh em không hiểu những cái clip vừa nãy mình có cho anh em coi ấy. Anh em gạch đá quá trời luôn. Ok, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kim Motul. Hẹn anh em với clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà làm như thế nào để cho cái mobin sườn của các bạn nó khỏe nhất, mà chính là cái mobin ở trên cái xe của mình nha anh em nhé. Đó, thì để cho cái xe của mình là càng tăng thêm cái độ dễ nổ. Mà khi cái xe của mình nó đã dễ nổ rồi thì nó sẽ tăng cái độ bốc lên cho anh em. Vì nó đốt cháy triệt để, nó sẽ tăng cái độ bốc lên và nó sẽ nâng cái công suất của cái máy của các bạn lên. Ok, xin chào anh em, hẹn anh em clip tiếp theo.